Bạn phải biết điều này trước khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thứ nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được phép có một thành viên. Thành viên này sẽ đồng thời là chủ sở hữu của công ty. Nếu muốn thêm thành viên có thể thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần. Thứ hai là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chủ sở hữu sẽ không cần phải thông qua hội đồng thành viên hay hội đồng quản trị đối với những quyết định về công ty. Thứ ba là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi vốn góp của công ty. Công ty chỉ phải chịu trách nhiệm trong cái phạm vi vốn điều lệ đã góp, không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của chủ sở hữu công ty. Thứ tư về việc huy động vốn khó khăn hơn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty cổ phần. Vì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên khi muốn huy động vốn từ người khác thì phải làm thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc là công ty cổ phần. Thứ năm là không được phát hành cổ phiếu, chỉ có công ty cổ phần mới được phép phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ không được huy động vốn theo hình thức này thứ sáu là tiền lương thanh toán cho chủ sở hữu không được tính và chi phí hợp lý của doanh nghiệp đôi khi cô đồng hành cùng doanh nghiệp bạn